hợp với tính mạch gan giữa này, tính mạch gan giữa trở thành một cái thân chung, sau đó nó đổ vào cái tính mạch chùy dưới, đổ vào tính mạch chùy dưới, đúng không? Thì đây là tính mạch gan trái, tính mạch gan giữa và đổ chung vào, hợp thành thân chung đổ vào tính mạch chùy dưới. Còn tính mạch gan trái nó đi xuyên rẽ một một nhánh của nó, đúng không? Một thân của nó và nó đổ vào tính mạch chùy dưới. Đó là ba cái tính mạch trên gan, các bạn nhìn thấy trên siêu âm nó rất là rõ, đúng không? Rồi tiếp đến chúng ta xem cái cấu tạo, cái cấu thành cái tính mạch cửa ha, tính mạch cửa như thế nào ở trong siêu âm gan. Chúng ta biết cái hợp thành tạo thành cái tính mạch cửa. Tính mạch cửa thì nó được hợp dòng ha, tính mạch cửa nó được hợp dòng tạo nên như thế nào. Ta xem tính mạch mạc treo chằng dưới, đây là tính mạch mạc treo chằng dưới này, đúng không ạ? Tính mạch mạc treo chằng dưới này, mạc treo chằng dưới hợp với, nó hợp với cái tính mạch lách, đây là tính mạch lách, tính mạch lách nó chạy nằm ở dưới lách, nằm ở dưới lách, đúng không? Lách nó sẽ nằm ở dưới lách và nó chạy sau thân và đuôi thận đuôi tụy, chạy sau thân và đuôi tụy, sau đó nó hợp thành với cái tính mạch mạc treo chằng dưới, sau đó nó hợp thành tính mạch mạc treo chằng dưới này để đổ về ha, nó đổ về hợp chung với cái tính mạch mạc treo chằng trên, đây là tính mạch mạc treo chằng trên, tính mạch mạc treo chằng trên để hợp thành một cái thân chung, hợp một thanh chung gọi là tính mạch cửa, đúng không? Gọi là tính mạch cửa. Các bạn có hiểu không ạ? Tức là nói ngắn gọn ra đó là tính mạch cửa là hợp thành do cái tính mạch lách này, tính mạch lách và một phần của tính mạch mạc treo chằng dưới hợp thành một thân chung, nó hợp dòng với cái tính mạch mạc treo chằng trên để trở thành tính mạch cửa, đúng không? Tính mạch cửa. Sau đó tính mạch cửa nó chạy lên trên và sang phải, tạo thành một cái góc 45 độ, góc gọi là góc 45 độ, đúng không? Góc 45 độ nó hợp với cái tính mạch chùy dưới, hợp với tính mạch chùy dưới. Thì cái khẩu kính của cái tính mạch cửa này này nó thay đổi theo nhịp thở, thay đổi theo nhịp thở và chúng ta đo được nó khoảng 1 cm, cái đoạn ngang là tính mạch cửa. Mạch cửa thì đó là cái hợp tạo thành tính mạch, tính mạch cửa, cái đoạn này là tính mạch cửa. Cái khẩu kính bình thường của tính mạch cửa bình thường nó khoảng dưới 13 mm, khoảng 13 mm là cái khẩu kính này, khẩu kính đoạn ngang này nó tính từ cái hợp dòng của cái tính mạch lách này, tính mạch mạc treo chằng dưới này và tính mạch mạc treo chằng trên là khoảng độ 13 cm. Khi đến rốn gan thì tính mạch cửa nó sẽ chia thành hai nhánh. Khi đến rốn gan, đây là vùng, rốn gan, đúng không ạ? Là vùng rốn gan thì nó sẽ chia làm hai nhánh, nhánh trái này, nhánh trái này và nhánh phải, nhánh trái và nhánh phải. Thì khi chúng ta cắt qua cái lát cắt đi qua cái tính mạch cửa ha, thì chúng ta thấy ở trên siêu âm chúng ta thấy đây là cái hình ảnh CT tiêm thuốc cản quang, để chúng ta nhìn thấy cái hình ảnh của cái tính mạch cửa như thế nào, đúng không? Thì đây là động mạch chủ bụng, động mạch chủ bụng, đúng không? Thì kế bên đây là cái tính mạch cửa, tính mạch cửa, tính mạch cửa. Thì khi đó chúng ta thấy là tính mạch cửa này nó chạy hướng ra trước, đúng không? Chạy hướng ra trước, và nó lên trên và đồng thời sang bên trái, trên một đoạn ngang, này. Khi chúng ta thấy có một cái đoạn ngang nó chạy hướng lên trên sang trái, đoạn ngang như thế này thì sẽ là
đó là một cái mốc giải phẫu để chúng ta tìm cái hạ phân thùy một, ha, hạ phân thùy một gọi là thùy đuôi. À, thì khi chúng ta thấy đây là cái gốc của tĩnh mạch cửa và thấy một đoạn chạy thấy một đoạn nó chạy lên trên này ra trước và sang bên trái, thì đây là cái nhánh trái, ha, nhánh trái. À, và đồng thời ta phân biệt đó là cái mốc giải phẫu để tìm hạ phân thùy một, đây là hạ phân thùy một, các bạn lưu ý điều đó, đúng không? Hạ phân thùy một hay còn gọi là hạ phân thùy đuôi. À, sau đó nó sẽ phân nhánh, sau đó nó sẽ phân nhánh, nó cho đi đi vào các cái hạ phân thùy. À, sau đó mới phân nhánh đi vào các hạ phân thùy, phân thùy hai, phân thùy ba và phân thùy bốn, đúng không? Các bạn nhìn đây là 2, 3 và 4. Thì đó là các cái nhánh để đi vào hạ phân thùy. Còn đây là các cái đoạn ngang chạy phân nhánh từ cái hạ phân thùy 1 và đi ra phân chia ra hạ phân thùy 2, phân thùy 3 và phân thùy 4. À, thì đó là cái tĩnh mạch cửa chạy ra trước, lên trên và sang trái. Tiếp đến tĩnh mạch cửa nó cũng có thể là nó phân nhánh đến hạ phân thùy một, hay là còn gọi là hạ phân thùy đuôi, đúng không? Thì chúng ta thấy đây là cái tĩnh mạch cửa dưới này, tĩnh mạch cửa dưới, còn đây là tĩnh mạch cửa này, tĩnh mạch cửa, đúng không? Tĩnh mạch cửa thì nó sẽ phân nhánh đến hạ phân thùy một, đây là hạ phân thùy một, đúng không? Hạ phân thùy một ở đây nó cho một cái nhánh đi vào hạ phân thùy một ở đây. À, còn cái đường echo dây này, đây là dây chằng tĩnh mạch, dây chằng tĩnh mạch nó treo gan, dây chằng tĩnh mạch treo gan. Rồi tĩnh mạch cửa đó là tĩnh mạch cửa trái, còn tĩnh mạch cửa phải, đúng không? Tĩnh mạch cửa phải là tĩnh mạch cửa phải, xin lỗi các em, tĩnh mạch cửa phải, đây là tĩnh mạch cửa phải, đúng không? Đây là tĩnh mạch cửa trái này, tĩnh mạch cửa phải, ta xem nó đi như thế nào. Tĩnh mạch cửa phải là một cái đoạn khá dài, ha, đây là một cái đoạn khá dài, cái đoạn khá dài, đoạn khá dài. Đây thực chất là đây là cái đường mật, nhưng tĩnh mạch cửa nó sẽ đi song song với là đường mật, các bạn nhớ thế. Ra đây là thầy lấy cái nhánh đường mật trong gan để làm ví dụ cho cái tĩnh mạch cửa bên phải nó chạy như thế nào. Thì tĩnh mạch cửa bên phải nó đi sang lên trên ra trước, lên trước một đoạn khá dài, sau đó nó nằm ngang, thì tĩnh mạch cửa phải nó phân thành hai nhánh, phân thành hai nhánh, một cái nhánh hướng ra trước này, và một nhánh hướng ra sau này, cái nhánh ra trước nó sẽ đi vào hạ phân thùy 8, đúng không? Hạ phân thùy 8 và hướng đi ra sau nó sẽ đi vào hạ phân thùy 5, và nhánh hướng ra trước nó sẽ đi vào hạ phân thùy 6 và sau đó nó đi tiếp hạ phân đi vào hạ phân thùy 6, ở phía phía trong, hạ phân sáu ở phía trong và hạ phân thì bảy ở phía ngoài, hay là hạ phân thì bảy ở phía ngoài, nhánh ra sau chia thành hai để đi vào hạ phân thì sáu này và hạ phân thì tám, các thì đường mật và các cái tĩnh mạch cửa nó sẽ đi song song với nhau, đúng không? Để nó đi vào phân thì các bạn nhìn thấy đây là cái nhánh trái, đúng không? Nhánh trái này nó sẽ đi vào hạ phân thùy 2 này, và cho một nhánh đi vào hạ phân thùy 3 và một nhánh đi vào hạ phân thùy 4 và nhánh trái. Còn nhánh phải, thì nó sẽ cho làm hai nhánh, một nhánh đi ra trước vào hạ phân thùy 8 và một nhánh đi ra sau vào hạ phân 5, và tiếp tục nó cho một phân một nhánh nữa đi ra phía bên và ra sau và đi vào hạ phân thùy 6 thì và ngủ đi. Thì 7 đó là cái phần tĩnh mạch cửa.
Thì khi chúng ta siêu âm, chúng ta cắt qua lát cắt, chúng ta thấy cái nhánh, đây là nhánh hạ phân thủy, nhánh chạy nhánh phải, cho làm hai nhánh, một nhánh đi vào hạ phân thủy 5, đây hạ phân thủy 5 đây, và một nhánh đi vào hạ phân thủy 6, và thứ 6, và một nhánh đi ra trước vào hạ phân thủy 8, và một nhánh đi ra phía sau và ngoài, đó là hạ phân thủy 7, thì nó là trên cái khi giải phẫu của cái nhánh tĩnh mạch cửa nhánh phải, nhánh phải. Như các bạn biết, gan nó sẽ nhận máu từ hai cái nguồn tĩnh mạch. Gan nó sẽ nhận máu từ hai cái nguồn tĩnh mạch, hai nguồn tĩnh mạch cửa, hai nguồn tĩnh mạch cửa và động mạch gan, và động mạch gan. Đây là nguồn tĩnh mạch cửa này. Và đây là động mạch gan. Thì các bạn nhìn hai cái màu, hai cái màu khác nhau, màu xanh đậm đó là tĩnh mạch cửa, đúng không? Còn cái màu đỏ tươi bên đây là động mạch gan. Thì gan nó sẽ nhận cái nguồn tĩnh mạch cửa chủ yếu là 75% là cái máu từ nguồn tĩnh mạch cửa ha. Cái lưu lượng đến gan khoảng 75% lưu lượng máu đến gan là từ cái nguồn tĩnh mạch cửa, và nhớ như thế, như thế của nó như thế. Còn lại 25% đó là nguồn động mạch, nguồn động mạch. Thì do cái ưu thế trội của cái dòng chảy, do cái ưu thế trội của cái dòng chảy, khi hợp dòng, của cái tĩnh mạch, mặt treo chẳng trên, đó là do cái hợp cái ưu thế trội này, nó nhận máu 75% lưu lượng máu từ cái tĩnh mạch mặt treo chèn trên, mặt treo chèn trên, và tĩnh mạch lấp, tĩnh mạch lấp đi vào cái phần lớn gan phải, và nhận máu phần lớn đến từ tĩnh mạch mặt treo chèn trên. Đây là tĩnh mạch mặt treo chèn trên, các bạn nhìn thấy không ạ? 75% là tĩnh mạch từ mặt treo chèn trên, còn lại 25% đó là từ cái động mạch mặt treo chèn dưới, đúng không? Cái chân dưới này đó, phần còn lại. Thì chúng ta xem cái động mạch, giải phẫu động mạch, giải phẫu động mạch, thì chúng ta xem cái động mạch, đây là động mạch thanh tạng, đúng không? Mạch thanh tạng xuất phát từ động mạch chủ dưới, đây là động mạch thanh tạng xuất phát từ động mạch chủ dưới này, cho ra hai nhánh chính, một nhánh đó là động mạch lắc, đúng không? Động mạch lắc này, nhánh là động mạch lắc, và một nhánh nữa là động mạch gan chung. Đây nó chia ra, đây chia ra hai nhánh, nhánh là động mạch thanh tạng, còn một nhánh nữa là động mạch gan chung, động mạch gan chung. Và nó cho ra một nhánh nhỏ nữa, đó là nhánh động mạch dạ dày trái, động mạch dạ dày trái rất nhỏ đây. Và cái động mạch gan chung nó sẽ cho ra hai nhánh, một nhánh nó đi vào xuống dưới ha, về xuống dưới, gọi là động mạch vị tá tràng, và một nhánh đi lên hướng trên, một nhánh động mạch đi lên trên, và gọi là động mạch gan xuyên, gọi là động mạch gan xuyên, tức là cái động mạch gan chung này, một gan chung này ha, cho nhánh bên là động mạch vị tá tràng, và động mạch dạ dày phải, sau đó đổi tên thành động mạch gan chung. Đó là cái giải phẫu áp lực. Chúng ta chắc là các bạn đã được học cái này rồi, đúng không? Thì bây giờ thầy nhắc lại cái động mạch, cái nguồn là nguồn nuôi, cái động mạch mà thôi, của gan mà thôi. Thì các bạn nhìn thấy, thì chúng ta thấy là gì? Cái động mạch gan riêng
the động mạch gen dinh phân thành hai nhánh và động mạch gen phải và động mạch gen trái. Động mạch túi mật xuất phát từ động mạch phải. Chúng ta xem thì cái động mạch gen dinh này khi nó đi lên vùng của gen nó sẽ chia thành hai cái nhánh chính, đó là nhánh động mạch gen trái, động mạch gen trái đúng không, động mạch gen trái, và một nhánh nữa là nhánh động mạch gen phải, động mạch gen phải đây, động mạch gen phải, và động mạch túi mật nó sẽ được tách từ cái động mạch gen phải. Động mạch túi mật nó đi nuôi túi mật, sẽ nuôi túi mật nó sẽ được tách từ cái động mạch, một nhánh của động mạch gen phải. Phải đấy, các bạn nhìn thấy đấy. Thì động mạch gen phải và động mạch gen trái xuất phát từ động mạch gen riêng này, gen riêng, và nó đi vào vùng rốn gan, vùng rốn gan. Thì hai cái ba đấy là cái khoảng bộ ba, hai cái bộ ba gồm cổ túi mật, vùng vùng rốn gan, gồm có là túi mật cửa, đúng không, túi mật cửa, động mạch gen và ống mật chủ, đúng không, và ống mật chủ. Thì các bạn nhìn thấy cái vùng rốn gan. Thì khi chúng ta cắt qua cái vùng rốn gan, tức là vùng rốn gan, đúng không ạ, là vùng rốn gan, thì chúng ta có cái hình ảnh, có cái hình ảnh người ta gọi là hình ảnh chuỗi chuột mích khay, với cái khuôn mặt, với cái khuôn mặt này là cái túi mật cửa, túi mật cửa, và cái tai phía bên phải nó là ống mật chủ, và cái tai phía bên trái là động mạch gan, động mạch gan, người ta gọi là bộ ba, bộ ba của vùng rốn gan. Thì chúng ta nhìn ở trên siêu âm, đây là một cái khuôn mặt, có cái echo dày, echo dày, một cái hình tròn echo dày. Thì đây là cái túi mật cửa. Còn ở trên cái khuôn mặt này có hai cái cấu trúc echo tròn nhỏ ở hai bên. Thì phía bên phải, phía bên phải nó là ống mật chủ và phía bên trái nó là động mạch gan. Thì bộ ba đây chúng ta nhìn đây là phía sau cùng này là túi mật cửa, đúng không, và nằm ở phía bên trái của túi mật cửa, không, là động mạch gan và ống mật chủ, đúng không? Ống mật chủ gồm có ba thành phần, 1, 2, 3. Các bạn nhìn thấy nó là đi qua vùng rốn gan, nó sẽ có ba cái thành phần, ba cái thành phần túi mật cửa, động mạch gan và ống mật chủ, tạo thành cái khuôn mặt của chú chuột mấy cây. Rồi, đó là cái vùng cấp mẫu cho gan, cấp mẫu cho gan đi qua vùng rốn gan có ba thành phần. Sơ bộ chúng các bạn đã xem qua cái chữ cấp mẫu của gan như thế nào. Bây giờ chúng ta phân biệt cái túi mật cửa và cái túi mật trên gan. Túi mật trên gan thì nói đến gan thì chúng ta phải nghĩ đến ba cái túi mật cửa trên gan và cái túi mật gan. Túi mật gan thì túi mật cửa chúng ta biết khi chúng ta cắt cái túi mật cửa phân biệt hay nhầm với túi mật gan, nhưng chúng ta nhìn sẽ biết cách phân biệt nó. Đó là gì? Cái túi mật cửa thì nó có cái vách, cái vách echo dày, cái vách echo dày đó, nó có cái vách echo dày. Chủ yếu là cái thành phần khuôn nó gian, tạo thành tạo nên cái vách echo dày, chủ yếu là cái thành phần khuôn nó gian tạo nên. Và cái túi mật cửa nó phân nhánh ngang, đúng không, và nó hội tụ về vùng rốn gan, trong khi túi mật gan, đây là túi mật gan, túi mật gan thì nó phân nhánh dọc, và nó hội tụ vào túi mật chủ dưới,
để bạn nhìn thấy cái tính mặt cửa, mặt cửa và mặt trên gian nó khác nhau như vậy. Cái hình ảnh chúng ta nhìn thấy nó khác nhau đúng không? Một bên là cái vách nó dày, còn một bên thì cái vách nó mỏng hơn và nó phân nhánh dọc, còn đây là vách dày mà phân nhánh ngang, thì đó là cách phân biệt cái mặt cửa và cái mặt trên gian. Rồi tiếp đến chúng ta tập phân chia các phân tùy của gan, tập phân chia các phân tùy của gan. Alo, các em không nghe rõ không? Nghe thầy ơi. Thì nó hơi khó chút nên các em từ từ em sẽ làm quen. Nó hơi khó một chút là cái phần giải phẫu rồi sẽ khó. Nhưng mà từ từ các em sẽ nhìn ra thôi. Chúng ta tiếp cận đến cái cách phân chia phân tùy gan ở trên siêu âm, đúng không? Thì trên siêu âm chúng ta có rất nhiều cách để phân chia cái não phân tùy gan theo các tác giả như sau. Thứ nhất đó là chúng ta theo cái cách phân chia của não phân tùy gan của ông John Smith và ông Woodburn, ông John Smith và ông Woodburn vào năm 1957, thì hai ông này đưa ra những cái phân chia cái não phân tùy gan dựa vào cái hệ thống tính mạch trên gan, dựa vào cái hệ thống ba tính mạch trên gan, ba tính mạch trên gan gọi là chúng ta đã được xem nào đấy, thì tính mạch trên gan, ba tính mạch trên gan gồm có là tính mạch bên phải này, bên trái và tính mạch gan giữa, phải không? Ba tính mạch, thì cái tính mạch gan giữa chia gan thành hai cái tùy là tùy phải và tùy trái. Gan giữa, đúng không? Gan giữa các bạn nhớ đấy, đây là cái tĩnh mạch gan giữa này, đúng không? Gan giữa nó sẽ chia gan ra làm hai tùy, tùy phải này, tùy phải và bên đây là tùy trái, đúng không? Các bạn nhớ cái thứ nhất là cái tĩnh mạch gan giữa này, thì chia gan ra cái tùy trái và tùy phải, đó là một cái nhánh giao cắt, nhánh chúng ta cắt một cái nhánh chia gan phải và gan trái ra hai phần bởi nhánh giao cắt, đó là tĩnh mạch gan giữa, thứ nhất là gan giữa. Tiếp đến là nhánh giao cắt của tĩnh mạch gan phải, tĩnh mạch gan phải để chia tùy phải ra, chúng ta chia tùy phải ra đây, chia tùy phải ra hai cái tùy. Phân tùy đó là phân tùy trước, phân tùy trước này, và phân tùy phía sau bên phải, bên phải thì đó là cái nhánh nhánh phải, đó là nhánh phải, nhưng mà trên nhánh phải nó sẽ chia cái tùy gan phải ra hai phần, đó là phần tùy trước và phần tùy sau. Rồi còn lại cái tĩnh mạch gan trái, tĩnh mạch gan trái đây, mà gan trái nó sẽ chia cái tùy trái, tùy trái của gan ra thành hai phần, đó là phần trong, tùy trong và tùy bên, bên phía sau, tùy trong, tùy bên, đó là cái ba tĩnh mạch trên gan chúng ta ví dụ như là ba cái ngăn cách, ba cái ngăn cách nó sẽ chia gan ra tạo phân tùy phải thành hai phần, phân tùy trước và sau, phân tùy nhánh giao cắt của nhánh trái nó sẽ chia ra gan trái ra hai phần, đó là phần phân tùy trước và phân tùy bên, bên. Đó là chúng ta xem tiếp tục nó như thế nào. Thì đây các bạn xem, đây là cái cách chia của ông John Smith và Woodburn. Đây là cái nhánh giao cắt này, giao cắt của não phân tùy của tĩnh mạch trên gan trái này, đúng không ạ? Gan trái chia gan trái ra phân tùy trong và phân tùy bên, đúng không ạ? Còn nhánh giao cắt của não phân tùy giữa chia gan ra làm hai phần, đó là gan trái và gan phải, đúng không ạ? Còn tĩnh mạch gan trái, tĩnh mạch gan phải, xin lỗi, tĩnh mạch gan phải nó sẽ chia cái gan phải ra thành hai
hai phần, nhưng mà hai cái nữa đó là hạ phân kỳ trong và hạ phân kỳ ngoài, đúng không? Phân kỳ ngoài thì trên cái hình ảnh siêu âm đây, chúng ta nhìn đây, đây là ba kính mặt trên gan, đúng không? Ba kính mặt trên gan, một hai ba, một hai ba, đây là kính mặt gan trái này, đúng không? Đây là kính mặt gan giữa này, và đây là kính mặt gan phải này, đúng không? Gan phải, còn dưới này là kính mặt cửa, đúng không? Đây, đó là kính mặt cửa dưới nha. Thì ba cái nhất giao cắt này nó sẽ chia gan ra. Thứ nhất là kính mặt gan trái, nó sẽ chia ra thành phân kỳ bên này, kỳ bên và phân kỳ trong, đúng không? Phân kỳ trong. Còn kính mặt gan giữa nó chia gan ra hai nữa, đó là phân kỳ gan phải, này, và phân kỳ gan trái này. Còn kính mặt gan phải nó sẽ chia kỳ phải ra hai.